Bụi vàng khé này mà anh em bỏ tôi hát nữa thì chịu anh em ạ. Chạy chạy đâu em gái xinh tươi ơi, con nhỏ này chết chắc rồi anh em ạ. Này khỏi chạy rồi, này trời cứu nào, chạy đi. Nào phun vàng, ôi trời, phun đỏ kìa. Ôi trời, trời ơi là trời, đang đâu tôi bật cái kia lên. Cứ mãi như vậy thì tình ta sai chẳng phải. Hay thật đấy, kiểu gì cũng edit được. Thằng nào có tiền thì nạp vào shopwise.vn. Ít thì thử vận may với các vòng quay rinh ngay qua khẩu với tỷ lệ nổ hũ 9999 kim cương cực cao và hàng ngàn phần quà hấp dẫn. Còn nhiều thì mình chơi liều với các con đặc khủng full skin súng nâng cấp chỉ từ 7k. Shopwise.vn uy tín thế nha. Thì hôm nay mình sẽ nhờ đến một người được mệnh danh là vị thần quay đồ trong Free Fire để giúp mình quay ra cái bộ đồ này trước 150 lúc thi. Và người đó chính là Lukaku, Lukaku, Ronaldo, Roberto, Tocalot. Yo! Trời ơi! Thôi tôi nhớ anh gấu để em quay luôn cho lành anh gấu ạ. Coi này, nháp thôi, coi này. Vãi đạn thì đấy chứ, khó thế nhờ. Bạn nào đoán ra mình lấy được bộ đồ này ở lần quay thứ bao nhiêu á thì comment ở phía bên dưới nhá. Kèm theo ID nữa, có quà nhá. Kết quả thì mình sẽ để ở một đoạn bất kỳ trong cái video này nhá. Và vẫn như thường lệ, mình sẽ bốc 10 bạn comment ở video trước để đưa lên TV ở video này nhá mọi người. Thì hôm nay cu lì tự nguyện quay video với lại quay anh em ạ. Ok, hello xin chào mọi người nha. Thì hôm nay tôi đang bỏng chân một ngày trời, thằng người quay tôi xích nó vô nó ép tôi quay video này nha. Vô đi. Thật ra thì không có sự ép buộc nào đấy hết nha mọi người ơi. Do cu lì tự nguyện ấy mà nó phản. Ôi trời gì đâu như vậy. Súng đây rồi, không sao. Quần què gì có một cái súng học 3 đứa nhảy một chỗ thì nhưng sao với khả năng shotgun đẳng cấp của mình thì lỗi thôi các bạn ơi. Bây giờ mới gọi là bắn thật đây này, bây giờ mới gọi là thể hiện trình độ này. Nhạc đâu? Lên. Nhạc gì mà yếu thế? Đổi nhạc khác đi editor. Quá khủng khiếp, bắn mới được có thằng mà ông editor ông làm cho quả nhạc nghe muốn giật kinh phong luôn đấy anh em ạ. Nếu mình đoán không lầm thì chắc là nửa cái map nó nhảy về cổng trời luôn đấy. Mình thì mới bắn được có pha mà đứng đây múa may cái cuồng nãy giờ. Còn Cooly thì đang vật vã cân nửa cái map trong đây anh em ạ, gần chết luôn rồi kìa. Đúng là người tàn ác như Wild luôn rồi, sống thả thơi anh em ạ. Để mình cân cái thằng này xong mình coi phụ Cooly nhá. Nào, trời ơi lại Sony. Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng. Tôi chết tôi rồi. Mày. Ô sao trâu thế, nguyên băng đã không chết kìa trời. Đầu chạy với chúng tôi. Mày may là thằng này không có Sonya đấy. Chưa bắn xong thằng này thì thằng kia nó đã lên rồi anh em ạ. Để mình chạy qua đây mình gạt thằng này luôn. Ô. Chào em nha. Chào cái quần què. Trả mạng cho tao. Mẹ mới lơ là có một tí thôi mà tháo đen này nó đã tranh thủ bế cái kill của mình về trời rồi. Còn cái ông nội này định mò gì ngoài đây, làm như tôi không thấy ông bằng headshot này, cứ làm như là tôi không thấy ông ấy. Trời trông thanh niên di chuyển mà cứ nấp hài vãi anh em ạ. Còn là còn cái kia nữa chứ, làm như là tao mù á, cứ như kiểu là đi đình gãi. Để mình chạy vô đây cứu cô lì vắt a cha a chubaka cha chubapi mô nha nhô mô nha nhô. Cô bàn chân lặng lẽ quá ta, nhịp nhàng quá ta, tính cắn lén tao mày, không chuyện đó đâu. Qua đâu cứu cô lì lẹ mất công, tí nó kéo anh em 6 đoàn đến nó xử quay đó anh em ạ. Công an đâu, bắt hết giày đồn cho tao. Từ nay cu lì sẽ có thêm một cái biệt danh mới, đó chính là cu lì báo nha anh em ạ. Đây này, đang bắn người rất là cật lực luôn. Để mình phụ cu lì chứ mình biết là cu lì không thể ăn được đâu. Nên là mình sẽ phụ cu lì. Ở trên, lỡ ăn rồi nè. Fucking girl at your band new. I can't tell what you do but I play cool. Thôi ông im. Thì tình hình là mình với lại thằng cu lì ra làm trận mới rồi anh em ạ. Trận đấy thì tôi với lại cu lì quyết định đi săn mà kiếm mãi không thấy được chiếc xe nào để đi săn hết, nên là lì thì thấy được chiếc xe quân đội. Thế là hai thằng leo lên xe quân đội chạy thẳng ra sẵn luôn. Lộ nè, né đi, còn cháy nước, chạy đâu như kiểu là tôi đang lùa vịt đấy anh em ạ. Tôi cầm cái cây gậy tôi đập bên này thì vịt nó chạy qua bên kia y chang luôn. Thằng này y chang không khác gì luôn. Mày làm như tao biết mày đứng chỗ này, ra đây solo 1-1 đi. Đúng rồi, ra đây, bước ra đây, hai thằng đàn ông nào bước ra đây. Trời ơi, lại Sonya. Mày làm như tao sợ Sonya, mày lắm bằng á. Thề với lại anh em luôn đấy, mình ghét con Sonya cực luôn. Từ cái lúc mà Gena cho Sonya miễn phí toàn server ấy thì trời từ nào tao đang nói chuyện với anh em tao. Nào bắn lén là mày, cuộc đời tao ghét nhất những thằng nào bắn lén. Thì từ cái lúc mà Garena cho Sonya từ anh em ơi, còn thằng đó này nào tao vẫn còn Sonya nha mày. Rồi luôn, quả này mình nằm chắc rồi. Cú lì ơi, cú quay ơi. Thôi tao tắt được rồi đấy, lại cú editor đấy.
vẫn là chỗ cũ, vẫn là cái chỗ mà tôi đã cái mạng của cô Lý anh em ạ. Chạy chạy đi đâu, trời ơi phun đỏ luôn em ơi, nhưng mà gọi là nửa nạc nửa mỡ anh em ạ. À, vừa đổ vàng đây à, phụ vàng khé này mà anh em bảo tôi hát nữa thì chịu anh em ạ. Chạy chạy đi đâu em gái xinh tươi ơi, con nhỏ chết chắc rồi anh em ạ. Này khỏi chạy rồi, này trời cứu, nào nào chạy đi chạy đi chạy đi. Nào phun vàng, ôi trời phun đỏ kìa, ôi trời, trời ơi là trời, đang đâu tôi bật cái kia lên. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phải. Hay thật đấy, kiểu gì cũng edit được. Thôi thôi được rồi đấy, như hai thằng đàn ông nào. Thôi ngồi yên mày à mày. Vì con nhỏ này mà nó biến quay với lại cu lì thành gay lúc nào cũng hay luôn em ạ. Hình như là bên của cu lì có người hay sao đấy. Để mình bơm xong mình máu này rồi móc vào sau lưng. Chứ bây giờ mình lên kia cưa mới lại nói, không may tên nó bốn thằng hay là chết luôn cả hai thằng. Ủa vậy? Hết hồn đó ông nội ơi, trời là trời. À cái thằng hồi nãy mình kéo tâm mét số bằng 4-1 anh em ạ. Trời ơi trời, tưởng đâu ra kêu răng tận mồm nữa mà lại còn là gay nữa chứ. Hello bạn nhỏ đi thôi. Đi đâu đấy, cứu Wiley ơi, cứu Wiley ơi. Xong rồi, xong hai thằng rồi, quả này xong rồi, hay quá hay quá. Cứu Wiley, cứu Wiley, cứu Wiley. Ừ như con người anh em ơi, thôi xong rồi, quả này niệm chắc rồi. Ha ha, sống ơi, cứu chưa xong. Được rồi, con lại cô editor đấy, để cho tụi tôi chạy hát tí nào. Còn cái con nhỏ nữa, mày à mày, dám ăn nóc tao. Mà bây giờ xung quanh mình vẫn còn nhiều địch quá, để mình vây câu tròn lại bơm máu phát. Và trong khi chờ đợi mình bơm máu á, thì mình sẽ công bố kết quả ở đầu video nha. Để xem coi, có bao nhiêu bạn trả lời đúng để mình tặng quà đây. Kết quả chính xác đó chính là 180 Lucky nha mọi người. Đấy, bao nhiêu bạn trả lời đúng á thì comment ở phía bên dưới nhá. Đừng có chơi ăn gian là coi đến nửa video rồi comment nhá. Phải trả lời từ đầu nó mới gọi là gay cấn, nó mới gọi là chơi sạch đúng không anh? Và bạn nào đã coi đến đây của video rồi á thì đừng quên để lại cho YC một like và một lượt đăng ký kênh nhá. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và đừng quên một điều nữa đó chính là trời ơi đâu ra cái thằng này nó ngồi đây ông nội ơi. Và đừng quên để lại một cái câu hỏi ngu nào, quên một cái câu hỏi hóc búa nào đó để có cơ hội mình đưa lên phường nha, quên chứ, để mình có cơ hội đưa bạn lên TV nha. Rồi lại chạy đâu nữa, lại chạy vào cái mê cung này, mày tính chơi cái trò mèo vần chuột với tao à? Mẹ cái thằng này nó chạy lẹ thật đấy chứ. Rồi cuối cùng bắt được mày rồi, bí đường nha con trai ơi, chạy đâu, chạy hết sọt trời, phun nổi anh em ơi, này chết chắc rồi anh em ơi. Ôi trời, trời ơi trời, Lì ơi, cứu ai Lì ơi. Cứ gục là bị ghép nhà tình cảm, bây giờ tôi sẽ quyết định là đi lẻ luôn. Và tôi sẽ không bao giờ gục nữa anh em ạ. Ở trên đây như nào tôi phát hiện ra, trời ơi, ba thằng ngồi trên đây anh em ơi. Đâu nhở, à như nó ngồi mé kia sao, à đây rồi, một thằng đây rồi. Anh trai ơi, nào qua đây qua đi. Một thằng lại trời ơi, đắp dù mày, đắp dù đây. Nào. Mày ỉ là cái cây G18 của mày có thể ăn được tao à? Phải G18 ta. G18 hay là MB vậy anh em? Hình như đang gạt kêu mình. Đúng rồi. Mẹ cái thằng này. Mày không làm được quan này, không làm được quan này mày. Trời ơi trời, đâu ra vậy? Kéo ra kéo đi lẻ luôn. Và tôi sẽ không bao giờ cùng nữa anh em ạ. À. Chúng khét đấy nhờ. Ôi ơi được rồi nha, hạn chế nha, bớt nha, đang cay nha. Đúng là một lũ rắc rối, không biết tự lựa sức mình. Tuổi trẻ chứ trẻ sự đời. Lì đâu, cứu anh xuống. Đâu rồi, cái thằng hồi nãy khịa đâu rồi? Bước ra đây, à đây rồi, đây, khịa tao mày khịa tao đúng không? Nào, nhảy đây. Nhưng không sao, cái thằng bướng rồi anh em ơi, à, lộn Lì rồi anh em ơi, Lì cứu ai chắc rồi. Ủa thôi, sao đông vậy? Là còn có thằng nào mặc đồ giống đặt G này? Đừng nói đặt G nhá. Mà đặt G đi nghĩa vụ quân sự bây giờ làm gì đó vậy? Ủa hay. Ủa trời ơi, hai thằng nữa anh em ơi. Ủa trời sao cần hai, trời hai vậy? Cái này, cái này còn thằng ơi. Còn một thằng thôi Lì ơi, cố lên Lì ơi, còn một thằng thôi, cầm mắt 7 đấy. Mày đu. Cân 3 luôn em ơi, quá đẳng cấp lên từ vị trí của cu Lì anh em ạ. Vãi cái bò bé tí này rồi mà trên bản đồ vẫn còn 4 người nữa anh em ạ. Rồi còn 3 người thôi, à đây rồi, đây rồi, chạy đâu, núp đâu nữa. Hello bạn nha, quả này hả, bạn mọc thêm cánh nữa bạn mới sống được thôi chứ bây giờ hả. Trốn đằng nào nữa bạn sửa ơi, à lộn sủa hay sửa, sủa. À, sữa anh em ơi, hiện là sorry bạn nhá. Hiện bạn đặt tên mình bị mình sắp cận đến nơi mình không đọc được anh em ạ. Vậy là chỉ còn lại hai người thôi anh em ạ. Hai người đó chắc là bên cục đá rồi. À, vợ chồng lục đục rồi, chắc đang cãi nhau bên này để mình qua mình can cái anh em ơi. Hình như là Lì nhường kêu cho mình đấy. Đúng rồi, đứng ở đây. Lì đủ kêu rồi, nhường cho quay chứ. Rồi xong anh em ơi. Con vợ nó vả thằng chồng bay hàng tiền đạo rồi. Đổ đâu ta? Ủa? À đây rồi, đây rồi, đang bơm máu anh em ơi, lại còn có cả Sonia nữa. Nào Sonia đi. Nào Sonia với chúng tôi. Sonia mà gặp ngộ không thì cũng bắt lực thôi. Ok nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Nhớ để lại cho YC một like và một lượt đăng ký kênh nhá. Ok. Và chưa hết video đâu anh em ạ. Bây giờ mới là cái phần quan trọng nhất. Phần trả lời bình luận. Ok, anh chào bạn TMG38 nhá. Nhìn ăn vừa bắn hay vừa hài. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Đây chính là cái mục đích quan trọng nhất của việc mình làm video. Đó chính là khi mà mọi người coi được video của mình ấy thì giúp mọi người mang lại được tiếng cười và xả được stress.
sau một ngày học tập mệt mỏi. Tiếp theo là comment của bạn Nghi 316, chúc anh nhiều sức khỏe và đẹp trai nha. Ok, cảm ơn em rất là nhiều nha. Chúc Nhi một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Và tiếp theo thì đây là comment của bạn tên là Tommy Nhi. Đấy, thử thách vô map lớn. Chơi hai cây súng M1887. Anh làm cái này đi, em like với đăng ký kênh luôn rồi, máy tính luôn nha. Ok, cảm ơn em rất là nhiều nha. Anh sẽ cố gắng lên cho em một cái clip về cái hai cái cây súng M1887 nha. Ok, bye em nha. Chừng nào tôi đăng thì nhớ vô coi nhá. Và đây là của bạn Huy Nguyễn Chi 227. Ui, cùng ngày sinh với lại mình luôn em ạ. Chúc anh đạt 1 triệu sub nữa nha. Ok, cảm ơn em rất là nhiều nha. Uầy, em trùng ngày tháng năm sinh với lại anh luôn đấy Chi ạ. Uầy, đẳng cấp vãi hò ra. Ok, bye em nha, chúc em buổi tối vui vẻ. Comment này là của bạn Thùy Lâm Hoàng 7322. Đấy, Thùy Lâm Hoàng hay sao đấy. Video nào của anh em đều like và đăng ký hết rồi. Ok, cảm ơn em rất là nhiều nhá. Được đấy, người như em xứng đáng được bảo tồn. Và đây là comment của bạn Huy Ho 0110. Thì anh, chúc anh càng ngày càng làm được nhiều clip nha. Ok luôn, mày comment cái kiểu gì mà giết là cái phần dưới mày nó có thêm cái phần là giật sang tiếng Việt là mày hiểu đấy. Là không phải tiếng Việt đâu đấy, mày đang viết tiếng Campuchia, tiếng Lào, tiếng Thái Lan thì anh không biết đâu nha. Anh cố gắng đọc rồi đấy em ạ. Ok, cảm ơn em rất là nhiều nha, chúc em buổi tối vui vẻ. Để mình xem coi thanh niên này comment cái gì đây. Nobita, Nobita, ăn sâu mặt đi, bình luận này được lên TV thì em đẹp trai. Ủa? Em đẹp rau chứ. Làm ủa? Sao vậy? Tự dưng mày đẹp trai chứ anh mà đẹp trai đúng không? Anh tưởng là anh sâu mặt đi là được lên TV thì anh đẹp trai. Tưởng nó khen mình, hóa ra nó khen nó. Phải đạn thiệt đấy. Ok, chúc em buổi tối vui vẻ nhá. Bye bye. Anh cho em lên TV đi, em like và đăng ký kênh rồi. Ok, này được. Được, anh thích những đứa như này này. Cảm ơn bạn Nguyễn Thị Diêu 8940 nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Chúc em buổi tối vui vẻ nha, bye bye. Em chúc anh sớm được 1 triệu đăng ký kênh. Ok, cảm ơn bạn Minh rất là nhiều nha. Minh sẹt boy đồ, mày thất tình hả em? Hay là mày không có người yêu? Mày liên hệ với anh đi, anh kiếm cho vài con ghẹ nhá. Cũng muốn được lên TG. Ok, Thanh Vân nhá. Con lợn này, mày nói mọi người không biết chứ đây là một trong đứa mà hay làm clip cho mình đấy anh em ạ. Ok nhá, cảm ơn Thanh Vân rất là nhiều. Bye bye em nhá, chúc em buổi tối vui vẻ.